liên quan đến việc cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu quốc hội đề nghị không quy định cấm tuyệt đối mà thay vào đó nên quy định mức nồng độ cồn cụ thể được phép điều khiển phương tiện. Trước vấn đề này, chính phủ cho rằng cần đánh giá thận trọng với đề xuất cho phép có nồng độ cồn khi lái xe. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện tại quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một trong những hành vi bị cấm dựa trên quan điểm tính mạng của người tham gia giao thông là trên hết sau một thời gian quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia đã giảm đáng kể do đó đối với đề nghị điều chỉnh theo hướng quy định tỷ lệ nồng độ cồn cụ thể được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông chính phủ sẽ nghiên cứu đánh giá thận trọng kỹ lưỡng trên cơ sở đảm bảo yêu cầu thực tế có căn cứ khoa học và tính khả thi trước đó ủy ban quốc phòng và an ninh cho biết một số ý kiến cũng đề nghị cân nhắc việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe các thành viên này đề nghị tham khảo kinh nghiệm quốc tế và quy định nồng độ cồn ở mức phù hợp đối với từng loại phương tiện bảo đảm tính thống nhất với quy định của bộ luật hình sự